Hôm nay được bữa về quê, tôi sẽ dẫn mấy bạn đi mua thử mấy món đồ ăn sáng 25 ngàn quê tôi. Cùng tôi coi thử với nhiêu đó tiền thì cái tô đồ ăn của mình sẽ chất lượng và nhiều cỡ nào ha. Lần đầu ăn thử. Mấy một cái hủ tiếu với một cái bún nước lèo. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có hai món là hủ tiếu và bún nước lèo. Đây, đầu tiên mình sẽ có được cái bịch hủ tiếu mọi người, rất là nhiều luôn ha. Có miếng giá nè, miếng cải xà lách đồ vô. Để mọi người coi rõ nhất, tôi lấy cái khay tôi lọc đồ ăn ra luôn, chế nước vô. Mình sẽ có được 1, 2, 3 miếng gan mọi người, một miếng bồ viên sắc mỏng, một cục thịt xương, cũng rất là nhiều xương thịt luôn mọi người. Đó, hấp dẫn ha. Và cuối cùng là miếng thịt này. Giờ nhìn lại mới thấy được có hai miếng bồ viên lận mọi người. Bây giờ mình sẽ tới bún nước lèo. Bún nước lèo thì mình sẽ có bún mọi người, bún cũng rất là nhiều nha. Người ta sẽ cho mình cái rau riêng như thế này, có bắp chuối nè, có rau muống, có giá hay là trong đây. Nói chung là một bịch riêng đầy đủ. Bún nước lèo tôi nghe cảm giác giống mùi bún mắm quá. Mình sẽ có được ở đây là cá lóc mọi người. Cái này là cá lóc nè. Đó. Tất cả như đây là cá lóc, con tôm đây mọi người, và được 1-2 miếng thịt. Bún nước lèo này thì nghe chị đó nói mọi người là đặc sản của miền Tây. Tôi cũng là người miền Tây mà tại vì ít khi về nên là tôi giờ tôi mới ăn thử. Tôi cũng là một người ăn cá được mọi người, nhưng mà kiểu chị này chị cảm giác nấu vẫn còn hơi mùi tanh nhiều xíu nha. Cái nướng nó thì cũng rất là đậm đà luôn, nó có một cái mùi thơm thơm. Tôi cũng không biết kêu là mùi gì luôn mọi người, nhưng mà ăn nghe nó thơm thơm lạ lạ. Miếng cá lóc á chị cho rất là bự luôn. Đây mọi người thấy không, đã không? Bây giờ mình sẽ ăn thử miếng thịt heo. Miếng thịt quá đã luôn mọi người, quá trời, cái vừa có mỡ vừa có nạc luôn. Ăn luôn con tôm, cắn vô một cái mấy bạn biết tôm tươi liền luôn nha. Kiểu nó dai dai sần sật á mọi người. Cảm giác là cái bánh hủ tiếu chỉ cho quá mạnh tay luôn mọi người. Bây giờ mọi người thấy là toàn là hủ tiếu không, không thấy nước đâu luôn. Ăn thử miếng gan. Mềm, nó không bị kiểu bở bột bột. Chị nấu cái nước lèo nó không được ngọt đó mọi người. Kiểu chắc là không được nhiều xương như lắm nên là nó không ngọt. Còn bây giờ tôi sẽ cắn cái cục này mọi người. Cái cục này nhìn vậy thôi nha, nhưng mà phần này nó rất là nhiều. Mấy bạn coi nè, đó.